Rồi rồi, sẽ đến Manchester cho trận đấu lớn nhất trên võ đài chuyên nghiệp khi đối thủ phía trước của anh là cựu vô địch thế giới của WBO Joseph Parker. Rồi rồi và Joseph Parker đều tin rằng sẽ mang đến cho người hâm mộ một cuộc chiến chất lượng. Võ sĩ 36 tuổi người Anh đang có thành tích bất bại với 14 trận thắng liên tiếp. Chiến thắng lớn nhất cho đến nay của Joe Joyce là anh đánh bại Daniel Dubois hồi tháng 11 năm 2020. Joe Joyce cho rằng Joseph Parker sẽ là đối thủ lớn và khó khăn nhất trong sự nghiệp. Joe Joyce đánh giá Joseph Parker khéo léo, có chuyển động đầu tốt, động tác chân tốt. Tuy nhiên, võ sĩ người Anh hy vọng sẽ rất thú vị nếu hạ gục được Joseph Parker. Joe Joyce đạt 120,5 kg so với 119,3 kg của Christian Hammer trong buổi kiểm tra trọng lượng. Võ sĩ người Anh sẽ bảo vệ đai bạc WBC và đai quốc tế của WBO trong lần thượng đài thứ 14 của mình. Nếu đánh bại Joe Joyce, Christian Hammer sẽ trở thành thách thức hàng đầu của WBO, đồng thời cũng trở thành thách thức thứ hai của WBC. Joe Joyce chủ động áp sát ngay từ đầu, nhưng Christian Hammer mới là người tung đòn nhiều hơn. Võ sĩ người Đức gốc Rumani cũng tìm thấy động lực để tiến lên ngay trong hiệp 1 bởi ít nhất 3 cú đấm tay phải của anh trúng vào quai hàm của Joe Joyce. Christian Hammer tiếp tục thành công hơn nữa ở hiệp đấu thứ 2, trong khi Joe Joyce chủ động áp sát nhưng không thể tích lũy được điểm kỹ thuật như đối thủ. Trong hiệp đấu thứ 3, võ sĩ người Anh tăng nhịp độ tấn công. Chiến thuật này khiến Hammer giảm khả năng tung đòn. Joe Joyce thành công với một loạt cú đấm chất lượng giúp anh đảo ngược tình hình. Joe Joyce phá vỡ bao găng của Hammer bằng một cú móc trái. Đòn tấn công hiệu quả này khiến đối thủ người Đức phải cố gắng đứng lên để tiếp tục cuộc chơi. Joe Joyce tiếp tục tấn công khiến Christian Hammer ngã đài thêm 3 lần nữa. Để bảo vệ sức khỏe cho Hammer, trọng tài buộc phải kết thúc trận đấu ở hiệp thứ 4. Hạ knock out kỹ thuật Christian Hammer ở hiệp đấu thứ 4, Joe Joyce chẳng những bảo vệ đai bạc WBC và đai quốc tế của WBO, mà anh còn thiết lập lần hạ knock out thứ 13 trong tổng số 14 trận thắng liên tiếp. Đặc biệt, chiến thắng này giúp Joe Joyce trở thành thách thức hàng đầu của WBO, có nghĩa là anh đã đủ điều kiện thách thức người thắng trong trận tái đấu giữa Oleksandr Usyk và Anthony Joshua. Võ sĩ 30 tuổi người New Zealand được huấn luyện bởi cựu vô địch hạng trung là Andy Lee. Joseph Parker là tay đấm giàu kinh nghiệm, từng vô địch thế giới hồi năm 2016, thời điểm anh đánh bại Andy Ruiz Jr. bằng điểm kỹ thuật. Parker được tạp chí The Ring xếp thứ 3, còn Joe Joyce được xếp thứ 6. Người chiến thắng trong đêm 24 tháng 9 tại võ đài Manchester Arena sẽ có cơ hội đấu với những tên tuổi lớn nhất ở hạng nặng như Tyson Fury, Anthony Joshua, Deontay Wilder hay Oleksandr Usyk. Cuộc chiến giữa Joe Joyce và Joseph Parker vào đêm 24 tháng 9 vì danh hiệu tạm thời của WBO. Vì vậy, người chiến thắng về cơ bản sẽ trở thành thách thức bắt buộc của Oleksandr Usyk. Võ sĩ người Ukraine đang giữ cùng lúc các đai vô địch hạng nặng WBA Super, IBF, WBO và IBO cùng với danh hiệu của tạp chí The Ring. Ngày 18 tháng 12 theo giờ Việt Nam, Joseph Parker và Derek Chisora bước vào cuộc kiểm tra trọng lượng trước trận tái đấu giữa hai người ở Manchester Arena. Joseph Parker đã tăng khoảng 4 kg so với thời điểm anh thắng Chisora hồi tháng 5, khi trọng lượng của anh bây giờ đạt gần 113,9 kg so với 112,7 kg của Chisora. Derek Chisora nhập cuộc mạnh mẽ, quyết đánh bại Parker trong lần tái đấu này, bởi võ sĩ người Anh luôn cho rằng kết quả hồi tháng 5 là không công bằng. Nhà cựu vô địch thế giới của WBO cũng đáp trả tương xứng, thậm chí Joseph Parker còn có cú đánh đẹp mắt bằng tay phải ngay trong hiệp 1. Chisora lại chủ động tấn công, nhưng võ sĩ người Anh lại dính đòn tay phải của Parker. Võ sĩ người New Zealand có thêm nhiều cú đấm nguy hiểm nữa trong hiệp đấu thứ 3. Sự ủng hộ cuồng nhiệt từ số đông cổ động viên nhà chỉ giúp Chisora thể hiện quyết tâm, còn hiệu quả thì thuộc về Parker. Nhận thấy Chisora vội vã tấn công với quyết tâm giành chiến thắng, Joseph Parker được chỉ đạo tấn công vào cơ thể. Chiến thuật này khiến Chisora loạn choạng trên võ đài. Trọng tài Howard Foster đã làm thủ tục đối với Chisora. Tuy nhiên, võ sĩ người Anh đáp ứng yêu cầu để duy trì cuộc chơi. Chisora chỉ còn vào cuộc theo bản năng, còn Parker thì bình tĩnh với từng cú đấm được tung ra khi cần thiết. Joseph Parker càng tích lũy điểm sau từng pha tung đòn, trong khi Chisora chỉ biết tấn công. Võ sĩ người Anh lại đáp ứng yêu cầu của trọng tài sau đòn đánh chất lượng của đối thủ. Chisora kịp thời dùng lên khi Parker đứng trước cơ hội thắng knock out ở hiệp đấu thứ 9. Võ sĩ nước chủ nhà biết rằng anh không còn cơ hội nhờ đến số điểm của giám khảo. Vì vậy, dù đuối sức nhưng Chisora vẫn tấn công để tìm kiếm đòn quyết định.
Jose Parker cho thấy bản lĩnh và chuyên môn vượt trội của mình trước đối thủ bằng đòn tay phải chất lượng ở hiệp 11, đồng thời duy trì khả năng tung đòn cho đến những giây cuối cùng của hiệp 12. Teres Chisora hoàn toàn bị phúc phục bởi số điểm 115-110, 115-111 và 114-112 nghiêng về cho Parker mà ban giám khảo đưa ra. Chiến thắng thứ 30 trong lần thượng đài thứ 32 càng giúp Jose Parker hy vọng hướng về danh hiệu thế giới lần thứ 2 trong sự nghiệp. Trong chuỗi các trận đấu phụ ở Manchester Arena trong đêm 24 tháng 9, quyền Anh nữ sẽ có trận đấu thống nhất 4 đài vô địch hạng long. Nhà vô địch hạng long của WBC, WBO và IBO là Amanda Serrano sẽ so găng với Sarah Matfoot. Sarah Matfoot trở thành nhà vô địch thế giới hồi tháng 4 năm 2022. Đó là thời điểm võ sĩ người Đan Mạch này thắng điểm Nina Menker. Amanda Serrano từng giữ kỷ lục Guinness về số lần vô địch thế giới, chỉ từng giữ 9 danh hiệu thế giới lớn ở 7 hạng cân khác nhau. Katie Taylor nhận lời thách đấu của Amanda Serrano. Cuộc so găng được dự đoán sẽ gây cấn khi có rất đông khán giả đến với võ đài Madison Square Garden ở thành phố New York vào cuối tháng 4 để được chứng kiến tận mắt cuộc so tài này. Katie Taylor và Amanda Serrano nhanh chóng tạo ra cuộc so găng cân sức khi cả hai đều tỏ ra sắc bén, khiến khán giả ở khán đài vô cùng hào hứng. Serrano chủ động hơn, trong khi Taylor tung ra những pha phản đòn đẹp mắt và hiệu quả. Nhà nữ vô địch không thể tranh cãi của hạng nhẹ có cú đấm nổi bật ở hiệp 2, trong khi Serrano đáp trả tương xứng với đòn chính xác ở hiệp thứ 3, bất chấp Taylor kiểm soát trận đấu tốt hơn. Bầu không khí cuồng nhiệt bên trong Madison Square Garden khiến trọng tài không thể nghe thấy tiếng chuông kết thúc hiệp đấu. Serrano tiếp tục thu hẹp điểm kỹ thuật với nhà vô địch, nhưng lại dính đòn phản công hết lần này đến lần khác của Taylor. Serrano ép Taylor vào góc đài và tấn công mạnh ở hiệp 5, khiến nhà vô địch loạn choạng. Kẻ thách thức rất muốn hạ gục đối thủ, nhưng Taylor đã sống sót ở hiệp này. Nhà vô địch trở lại mạnh mẽ, khiến Serrano lỡ cơ hội kết thúc trận đấu sớm. Thậm chí, kẻ thách thức còn dính một loạt cú đấm mạnh và chính xác của Taylor. Khi Serrano tỏ ra mệt mỏi trong những hiệp đấu cuối, thì Taylor lại thể hiện được vị thế của nhà vô địch không thể tranh cãi của hạng nhẹ. Hai võ sĩ lại trao nhau những cú đấm mạnh khi cuộc so găng gây cấn bước vào hiệp cuối cùng. Trận đấu kết thúc mà không ai biết chắc mình sẽ là người giành chiến thắng. Các trọng tài chấm điểm lần lượt đưa ra 96-94 nghiêng về cho Serrano, trong khi số điểm 97-93 được nghiêng về cho Taylor. Cuối cùng, giám khảo thứ 3 cho 96-93 để Taylor giữ lại 4 danh hiệu vô địch thế giới, bao gồm đai WBA, WBC, IBF và WBO. Vì vậy, võ sĩ nữ người Puerto Rico này trở lại hạng long để tìm thử thách mới. Chúng ta cùng chờ đợi xem Amanda Serrano có thành công trong lần thượng đài thứ 46 của chị hay không.